Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú Hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Ở video trước, chú Hề ST đã hướng dẫn cho các bạn tạo hình con ếch và điều trở ngại chú Hề ST gặp phải đó là làm con mắt 3D cho con ếch đó. Và chú Hề ST nghĩ cái điều chú Hề ST đang vướng mắc và đang gặp phải thì các bạn có lẽ các bạn cũng đang bị vướng mắc ở điểm đó. Và hôm nay chú Hề ST đã tìm ra được một cách, cũng học hỏi được từ các bạn bè, anh em, đồng nghiệp. Và hôm nay chú Hề ST sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm con mắt 3D đẹp hơn các bạn nhé. Tùy theo con mắt của con vật hay của con người thì chúng ta sẽ làm màu sắc khác nhau các bạn nhé. Ở đây chú Hề ST lấy ví dụ làm con mắt màu đen và tròng màu trắng, nên chú Hề ST dùng quả bóng màu trắng và quả bóng màu đen. Bây giờ chúng ta sẽ thổi hai quả bóng này lên, mỗi quả nửa quả bóng. Mấy đầu chỗ mình cột bóng mình chúng ta ngắt thật gọn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta muốn làm mắt to, mắt nhỏ là tùy chúng ta các bạn. Ví dụ chú Hề làm mắt kiểu này, cỡ này, thì chú Hề tạo một cái quả nho cỡ này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi quả màu đen này vô trong. Nhồi sâu vào các bạn nhé. Và dưới này chúng ta bóp mềm. Đến đây chúng ta ngắt. Phần tai bóng dư này chúng ta cũng cắt sát lại các bạn. Bước này chúng ta luyện tập đi luyện tập lại để cho chúng ta được nhuần nhuyễn. Bây giờ chú Hề ST sẽ làm thêm một con mắt nữa, các bạn theo dõi. Cắt sát. Tiếp tục. Lần này chú Hề sẽ làm con mắt to hơn một chút xíu các bạn nhé. Tiếp tục làm tương tự. Nếu chúng ta muốn chỉnh sửa cái này thì chúng ta sẽ thổi phồng lên một tí rồi chúng ta sẽ chỉnh được. Vậy là chú Hề ST hai cái tròng đen tương tự nhau, làm hai lớp như thế này thì chúng ta sẽ có độ bền không bị bể. Tiếp theo chúng ta dùng quả bóng màu trắng này để làm lòng trắng, lòng trắng các bạn nhé. Tương tự chúng ta cắt sát cái này đi. Đây, chúng ta lựa phần nào đẹp chúng ta đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài như thế này thì chúng ta sẽ để lên trên. Rồi, chúng ta sẽ lồng vô tương tự. Nhưng ở đây chúng ta không có lồng vô hết. Chúng ta cần có độ hở của tròng đen ở đây. Và đến đây là vừa thì chúng ta bóp mềm. Chúng ta ngắt. Chúng ta xì hơi từ từ và chúng ta chỉnh lại cho nó tròn. Đối với con mắt cỡ to hơn, chúng ta cũng làm tương tự. Tắt hơi xuống các bạn.
Vậy là chúng ta đã có con mắt 3D các bạn nhé. Ok, chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.